Ngọc Chi xin mến chào quý bà con. Và trong video này, Chi sẽ giới thiệu cho bà con về một dòng máy xịt rửa cao áp đến từ thương hiệu Toàn Phát với mã là TBRX2380V. Và sau đây thì Chi sẽ lắp đầu vét không độ là tia thẳng để có thể xịt trực tiếp lên nền xi măng cho bà con cùng xem luôn. Bà con hãy nhìn Chi test thử nha. Đó, bà con thấy là trên nền xi măng của mình là Chi đang điều chỉnh áp lực nhỏ mà nó chốc được công ghê, rất là hay luôn á. Đặc biệt dòng máy này là Chi điều chỉnh được áp lực nè. Và sau đó là Chi sẽ điều chỉnh cho áp lực mạnh lên. Bà con thấy là cái đồng hồ đo áp là áp lực đang tăng lên rất là nhanh luôn á. Dòng máy này chịu được áp lực lên đến 133. Lúc này là nền xi măng của mình là xịt đến đâu là nó chốc rong rêu đến đó nè. Rất là ok nha bà con. Và tiếp theo thì Chi sẽ gắn đầu phun 15 độ là tia xè nhẹ cho bà con cùng xem về độ tét rong rêu có như tia thẳng không nhé. Đây bà con sẽ thấy là cái tia xè mình đi tới đâu là rong rêu nó bay đến đó luôn nè. Rất là ok luôn. Cái này là thay thế được bàn chải rất là dễ dàng khi mà xịt rửa sân vườn chuồng trại luôn. Và sau đây thì Chi sẽ test trực tiếp lên xe cho bà con cùng xem nha. Với tia xè này thì chúng ta sẽ xịt lên thân xe để đảm bảo cho xe không bị tróc sơn nhé. Rất là ok luôn nha. Và tiếp theo là đầu bếp 25 độ và đầu bếp này rất là thông dụng để chúng ta xịt trực tiếp lên thân xe. Đây Chi sẽ test cho bà con cùng xem. Bà con thấy là áp lực rất là mạnh nha. Công suất là 2380W, motor 100% lỗi đồng. Bít tông bằng sứ rất là bền luôn. Đây bụi bẩn nó đã chốc đi hết. Rất là ok. Và đây là đầu phun trắng, là bà con sẽ thấy là đầu phun này là 40 độ để có thể xịt rửa được bàn ghế được dễ dàng. Sau đây thì Chi sẽ dùng dòng máy Toàn Phát xịt rửa cao áp và bình xịt tàu bọt này để có thể test trực tiếp bọt lên xe cho quý bà con cùng xem luôn. Xem là dòng máy này có được tạo ra bọt chất lượng không nhé. Sau khi pha về nước xịt xà bông và nước dùng của mình thì Chi thấy là sử dụng rất là ra bọt nhiều luôn. Và sau khi test máy xong thì bà con sẽ thấy rằng máy rửa xe cao áp của Toàn Phát này rất là mạnh và ok luôn. Chúng ta dễ dàng ứng dụng trong việc rửa xe của mình. Đặc biệt là nếu như bà con muốn mua về dòng máy rửa xe cao áp Toàn Phát TBRX2380VNX này thì bà con hãy gọi trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình cũng như là đặt hàng thông qua website thegioimay.vn. Khi mua dòng máy này tại Thế Giới Máy, bà con sẽ được đảm bảo 100% là hàng chính hãng với chất lượng tốt và giá cả phải chăng. Và đặc biệt là chúng tôi bảo hành dòng máy này lên đến 12 tháng cho quý bà con, cùng với đó là vận chuyển hàng trên toàn quốc. Cuối cùng là đừng quên đăng ký kênh cũng như là nhấn nút like để đón chờ những video mới nhất của Ngọc Chi nhé. Ngọc Chi xin mến chào và hẹn gặp lại quý bà con.